mừng quý vị và các bạn đang đến với không gian của chuyên mục Son Sắt Đổi Thay. Và như thường lệ, anh Thơ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ vị bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình. Đó chính là bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ năm 2006-2013. Dạ, chào bác sĩ. Xin chào anh Thơ và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và vị khách mời sẽ đồng hành cùng với anh Thơ trong chương trình ngày hôm nay cũng như là để nhờ bác sĩ Vương Khánh Long gửi đến cho mình những lời tư vấn cụ thể về trường hợp mà mình đang thắc mắc. Đó chính là diễn viên Kim Quyền. Dạ, chào chị. Kim Quyền xin kính chào quý vị khán giả. Chào bác sĩ. Bây giờ thẳng vô vấn đề luôn. Này là thắc mắc lắm đúng không? Dạ. Ngồi chờ không, đợi đúng không? Không rào đón nữa, tức là nhìn mặt em nè. Đó. Đó là em muốn cái lỗ mũi của em nó cao lên chút. Tại vì mỗi lần đi quay phim á, mà quay cái góc nghiêng như vậy á, là mọi người là quay lên là rất là, em nhìn cái hình em là em thấy buồn lắm. Thấy mắt như thấy môi không? Dạ, nó ngang bên đây là nó gãy cực, rõ ràng là gãy luôn. Mỗi lần chụp hình cũng vậy, rất là buồn. Dạ. Bây giờ bác sĩ tư vấn giùm là với cái khung mũi của em á, thì mình điều chỉnh như thế nào để cho nó đẹp và nó tự nhiên? Xin lỗi để cho mình xem cái mũi của Kim Huyền tí nha. Mũi này có một cái ưu điểm là da rất là tốt. Da rất là tốt. Tuy rằng nó không có được cao lắm, phần sống cũng không cao lắm, nhưng mà có ưu điểm là da tốt, cho nên là vấn đề là chúng ta sẽ chọn cái kỹ thuật nào để chúng ta nâng lên. Thật ra thì trường hợp của Kim Huyền thì mình tư vấn có hai cái phương pháp để nâng. Chúng ta sử dụng hai kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất tương đối là đơn giản, nhẹ nhàng. Ưu điểm là đơn giản, nhẹ nhàng. Và cái thời gian mà hồi phục nó rất là ngắn. Thời gian hồi phục ngắn thì chỉ trong vòng khoảng chừng một tuần lễ thôi là đẹp rồi. Thì đó là cái phương pháp mà chúng ta dùng cái chất liệu tự thân kết hợp với chất liệu nhân tạo. Tức là hay gọi đơn giản là nâng mũi bọc sụn. Sau khi khám xong đó là thấy cái da của Huyền đó là cái da rất là tốt, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chất liệu nhân tạo được. Và cái điểm yếu của chất liệu nhân tạo là ở phần đầu mũi. Do đó cái chỗ mà chúng ta cần phải bổ sung nó, cần phải tăng cường, cần phải bảo vệ nó là chúng ta sẽ lấy sụn tự thân để chúng ta tháp ở cái phần đầu mũi để bảo vệ da. Như vậy thì bảo đảm là chúng ta sẽ có một cái mũi đẹp và bền vững lâu dài. Thì đây là cái phương pháp thứ nhất. Cái phương pháp thứ hai là chúng ta sử dụng chất liệu tự thân hoàn toàn. Đây cũng là một cái phương pháp rất là tốt. Chúng ta sử dụng sụn vách ngăn, để chúng ta lấy một ít sụn tay để chúng ta tạo hình lại, cấu trúc lại cái mũi. Sụn bên tay hả? Thì cái phương pháp này đó, nó cho phép chúng ta nâng cao ở cái độ cao tối đa và cho phép kéo dài cái mũi ra nữa. Những cái trường hợp mà cái mũi bị hết, bị hỉnh đó, thì đây là cái phương pháp rất tốt để sử dụng. Thì hai phương pháp đều có những cái ưu điểm riêng. Chắc là phải về suy nghĩ để coi dùng phương pháp nào. Bởi vì mọi người cứ nói là Huyền cái mặt dễ thương, nhưng mà điều quay hình nghiêng thì hơi bị gãy. Nên mình cứ né né, cứ ăn da ống kính, cứ ngứa ngứa, mà quay phim mà cứ ngứa cái mặt mình ra vậy hoài cũng kỳ. Dạ. Nhưng mà sau khi mà nghe bác sĩ Vương Khánh Long chia sẻ về hai cái phương pháp thì chị nghĩ là bây giờ là trong đầu chị đang thiên về cái phương pháp nào? Thật sự là em rất sợ đau. Mặc dù xấu từ đó giờ cái mũi này mà bao nhiêu người á là đã nói là sẵn sàng là như là tài trợ cho Huyền để đi sửa luôn đó. Mấy bạn gái nó cho Huyền đẹp lên nhá. Mà thứ nhất là vừa ăn ảnh hơn, thứ hai là người ta nói là cải số cái cung phu ngay đây nè. Đó, tại vì thấy Huyền lận đận cung phu. Vậy là cũng nghiên cứu kỹ về vấn đề nhân tướng học. Dạ có, có. Thì nghe nói là chống cái mũi lên thì nó sẽ thay đổi một chút số gì về tướng số. Nhưng mà cứ sợ đau. Sợ đau rất là nhiều nên có thể là chắc nếu bác sĩ tư vấn này thì Huyền nghĩ về cái phương pháp số 1 là Huyền nghĩ về nhiều hơn. Tại vì sợ đau lắm. Phương pháp giảm đau đó thì hiện nay chúng ta có những cái phương pháp giảm đau rất là tốt. Đầu tiên là chúng ta có dùng cái thuốc giảm đau trước khi chúng ta phẫu thuật. Thứ hai là chúng ta dùng cái thuốc tê mà nó thoa chứ không có tiêm, không có chích. Ồ hay quá. Thì khi mà nó thoa lên như vậy đó, nó làm giảm cái cảm giác của cái vùng da bên ngoài. Thì người ta nghiên cứu thấy rằng đó, là sở dĩ mà chúng ta tiêm vào mà nó có cảm giác đau hay nhói nhói đó là do cái khi mà cái kim nó đi qua da, cái lớp ngoài da. Chứ còn khi mà vào trong đó, thì nó lại không có đau. Cái lớp bên trong nó không có cần thần kinh cảm giác nhiều. Cho nên người ta
sử dụng cái thuốc tây thoa này thì nó giảm rất là nhiều cái cảm giác mà khi cái kim đi qua da. Và sau khi cái kim qua da rồi thì cái lượng thuốc tây nó đưa vào bên trong á thì hoàn toàn là chúng ta gần như không có cảm giác gì nữa. Do đó là cái biện pháp thứ hai là chúng ta dùng cái thuốc tây thoa. Cái vấn đề thứ ba là thuốc tây hiện nay thì chúng ta có thể có những dạng thuốc tây mà chúng ta bơm vào giống như bơm nước cất thôi, nó không hoàn toàn không có bị xé da, không có bị đau. Và cái vấn đề cuối cùng, sau khi thuốc tây nó đã tác dụng rồi đó thì sau khi làm xong thì chúng ta có những cái thuốc giảm đau rất là mạnh để chúng ta xử lý sau khi, tại vì sau khi thuốc tây tan đi tiêu đi rồi thì ngày xưa đó là chúng ta cũng có cảm giác đau chút đỉnh, nhưng hiện nay thì có những loại thuốc giảm đau rất là mạnh và hầu như chúng ta chỉ cảm thấy nó hơi nặng nặng thôi chứ không hoàn toàn không có cảm giác đau. Thì tất cả những cái biện pháp này để giải tỏa, để cho những người sợ đau giống như diễn viên Kim Huyền. Thưa bác sĩ, bây giờ nè, nếu là em á thì với khung mũi này thì bác sĩ nghĩ là em nên chỉnh chân nhẹ nhẹ cao lên một chút hay là làm cho nó cao tuyệt đối luôn, là một cái mũi như là mũi tây, cao mũi tây. Đúng rồi đó, thì cái, nó có hợp với khuôn mặt của em, cái nào thì hợp hơn? Thật ra thì cái mũi của Kim Huyền á là chúng ta nên làm theo cái cách là nâng mũi cao nhưng mà đẹp tự nhiên, cao tự nhiên là tốt nhất. Là bởi vì cái gì nó cũng phải đúng theo cái tỷ lệ thì nó mới đem lại một cái vẻ đẹp hài hòa. Còn nếu như chúng ta đẩy cao được không? Được, cao nhiều được, cao như mũi tây được, nhưng mà liệu rằng nó có đẹp không? Do đó cái cảm nhận của bác sĩ thẩm mỹ là rất quan trọng trong cái việc là cái gương mặt này phải nâng cao bao nhiêu, phải kéo dài bao nhiêu thì mới đem lại cái sự hài hòa, vừa đẹp nhưng phải hài hòa. Còn thí dụ như chúng ta cái cảm nhận không chính xác thì chúng ta sẽ nâng không đủ độ cao, hoặc là đẩy nó quá cao, hoặc là đẩy làm cho nó quá dài ra cái dạng mũi két thì nó cũng không có đẹp. Do đó thì cái ngành thẩm mỹ là một cái ngành, nhất là phẫu thuật thẩm mỹ đó, là có 50% thành công là đóng góp của kỹ thuật, còn 50% còn lại là cái đóng góp của cái cảm nhận nghệ thuật. Đó chính là lý do tại sao mà khi mà chị đã quyết định là mình sẽ tìm đến với lại một cái công nghệ làm đẹp nào đó, đặc biệt là về phẫu thuật thẩm mỹ để mà giúp mình hoàn thiện hơn á, thì cái khâu mà quan trọng nhất mà chị cần phải bỏ thời gian cũng như là công sức của mình đó là phải đi tìm hiểu về bác sĩ. Đúng. Phải lựa chọn một bác sĩ nào đó mà mình thực sự mình yên tâm và gửi gắm cái niềm tin của mình cho bác sĩ. Bác sĩ sẽ là người nhìn vào gương mặt của mình để đánh giá và từ đó quyết định là nên làm như thế nào để mà phù hợp nhất với gương mặt của mình. Dạ, và cũng cảm ơn chị rất là nhiều khi mà cũng đã tin tưởng chương trình Hôm Nay Ta Đẹp để mà gửi gắm cái niềm tin của mình, nhận lời tham gia chương trình cũng như là được gặp gỡ bác sĩ Vương Khánh Long để nhận được từ bác sĩ rất là nhiều những cái câu trả lời mà đúng theo cái nhu cầu cũng như là cái thắc mắc của bản thân chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn anh Thơ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và cũng cảm ơn bác sĩ Vương Khánh Long một lần nữa khi mà bác sĩ đã luôn đồng hành cùng chương trình Hôm Nay Ta Đẹp. Xin cảm ơn anh Thơ, cảm ơn Kim Huyền và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, nếu như quý vị mong muốn trở thành vị khán giả may mắn tiếp theo được xuất hiện trong chương trình Hôm Nay Ta Đẹp cũng như là được gặp gỡ trực tiếp với bác sĩ Vương Khánh Long để nhận từ bác sĩ những lời tư vấn cụ thể cho chính trường hợp của bản thân mình, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy liên lạc với chúng tôi thông qua trang web là homnaytadep.com hoặc là gọi vào số 0902 725 525 quý vị nhé.